Phát biểu tại buổi lễ chào mừng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đến Hàn Quốc do tổ chức MEDIP và các đối tác Hàn Quốc tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 9. Thay mặt đoàn công tác tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đối với tỉnh Quảng Trị, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác tin cậy quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Hàn Quốc đã chính thức hợp tác từ năm 2001. Giai đoạn 2001 đến 2023, Hàn Quốc đã tài trợ cho Quảng Trị thực hiện nhiều chương trình dự án với tổng kinh phí 25 triệu đô la Mỹ để thực hiện nhiều chương trình dự án về an sinh xã hội, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc lần này, ngày 6 tháng 9, đoàn công tác tỉnh Quảng Trị sẽ đến thăm làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, Hàn Quốc và chào xã giao Thống đốc Ban Tự trị đặc biệt Gangwon, Hàn Quốc, địa phương có nhiều nét tương đồng về văn hóa lịch sử với Quảng Trị, để thúc đẩy kết nối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.